Rồi hôm nay nhà mình đi đi biển nha bạn. Cả nhà tổ chức đi biển thì coi có gì vui thì sẽ chia sẻ cho các bạn xem nha. Hiện đây anh rể mình ngồi trước, Việt Kiều Úc. Ở đây là hai chị mình ngồi sau. Anh rể mình thì lái xe. Đây là tới chỗ biển các bạn, Kimo bạn. Hôm nay nhà mình sẽ đi Kimo nha. Tàu bè quá trời là rất đẹp, có chơi cái cảm giác mạnh nữa nè, có nhiều trò chơi cũng vui lắm nè. Wow, đẹp quá. Rồi gia đình mình sẽ ăn ở đây các bạn, sẽ kiếm cái gì để ăn ngoài trời nha. Hôm nay thì thời tiết cũng ok, khi nào mà tới rồi là biết cổ nó leo lên nè. Bất cứ tới nhà hoặc tới chơi chơi là biết cổ nó biết nha bạn, cái này là có thật nha bạn. Mỗi lần tới chơi chơi nó quậy vậy đó. Từ từ ra không mày? Trời đất ơi, quậy ghê, sao quậy? Từ từ, cho nó ra đi. Nó điên lên bây giờ, nó loạn lên bây giờ. Đây, đây, đó, 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 đó. Các bạn coi nè. Nó tới chơi chơi rồi là không cho ra không được đâu nha. Sắp tới chừng 5 phút nó biết được nha bạn. Bất kỳ đi đâu, không hiểu tại sao lại biết. Tới chỗ chơi cũng biết mà tới nhà cũng biết, cỡ nào cũng biết chân á. Nó giỏi hơn mình đó Quyền. Quậy ghê, sao quậy luôn. Cô với Ngọc cũng đi dài lần ở đây rồi. Kimo bên kia cũng có một anh kìa, một anh kìa. Nó sủa rồi đó, chưa giờ nó chửi rồi. Đây, cảm giác mạnh. Ây da, quan trọng với bạn xem chơi nha. Nó đây có biển rồi, nhà hàng ăn, rồi cảnh đẹp. Quên mang máy kiến rồi. Quên máy kiến rồi. Mang theo đi. Nghĩa xe 10 đồng. Cả nhà đang tiến vào Kimo bạn ơi. Một lát đã đi xe lửa không? Tiến xe lửa không vui không kìa? Đi xe lửa một vòng dạo quanh Kimo. Đây có mấy chỗ này, có mấy chỗ chơi cho mấy em nhỏ nhỏ chơi nè, người lớn cũng có. Đi xe lửa này vui lắm nè, khoảng chừng 10 đồng, 12 đồng một vé. Nó chở mình đi một vòng. Đây chú chơi bạn. Cao ghê không? Quá trời cao nè, kinh khủng không? Ở đây có chú chơi nè. Quay ngựa nè, chưa có khách. Có hai người khách thôi. Nhà hàng vẫn còn đang vắng. Hôm nay trời rất đẹp, chắc người ta đi đông lắm nè. Vui ha, cảnh đẹp quá trời, mát mẻ bạn ơi. Lâu rồi mới ra biển. Con Ngọc đi Việt Nam vài tháng rồi, Ngọc đi vài tháng rồi cô mới ra biển một mình ấy, lại gia đình đi. Đẹp quá, vắt một vòng cho bạn xem. Nhà hàng đây, cái chỗ này có cái bến tàu nè bạn. Hôm nay biết có tàu không? Chắc lát ngồi chưa mới có. Chứ tàu to đi vui lắm. Đây là cho Việt Kiều Úc đi tham quan Kimo. Ở đây vui lắm bạn. Ăn uống đồ, ngắm cảnh đồ, relax, đi chơi tàu nếu bạn muốn nha. Đẹp. Ngồi nhà hàng trên lầu nè. Ngồi nhà hàng trên lầu cũng hấp dẫn lắm nè. Đó. Cảnh đẹp ghê bạn, quá đẹp không? Ở đây họ đem tàu rồi họ chơi á. Đây có họ đem tàu họ chơi nè. Đây tàu đây. Đã chưa, tàu nhỏ nhỏ nhưng mà rất cưng. Bơm, tàu bơm. Mát không? Có lạnh không nè? Chứ không? Wow, you good. Đây tàu nè, chân không? Ô, tàu nhỏ xíu rồi kia. Đây tàu bơm cái gì? Tàu bơm. Tàu nhỏ mà cũng ra sông ra biển được ghê thiệt. Đây tàu này khá hơn nè. Cái tàu này khá hơn nè.
to chút xíu nè. Ông captain ông chào. Đẹp, tàu đẹp. Vui không? Ồ, tàu nhỏ. Tàu biển quá trời. Đó là vô ở đây có cái nhà các bạn ơi. Có nhà sống nữa. Có khách sạn nữa. Hồi xưa Phô với Ngọc mướn ở 2 đêm. Lúc đó chưa có làm YouTube. Xe lửa từ xa kìa. Xe lửa hồi xưa Ngọc với Phô đi cũng vui lắm. Hình như 12 đồng một vé. Mà mới rủ à. Mới rủ người nhà đi, người nhà không chịu đi. Người nhà đi bộ đi cho nó khỏe. Wow, cái chim to. Ở đây có aquarium mà, coi cá nè. Chỗ này vui. Cuối tuần lâu lâu Phô với Ngọc à. Hồi xưa Phô Ngọc ra đây mướn khách sạn ở, vui. Chỗ này hồi xưa Phô Ngọc đi đón New Year đây nè. Hầu như New Year nào cũng ra đây đón. Đây, chỗ này gần nhà Phô cũng chừng 1 tiếng đồng hồ. Thì không có xa lắm. Đây đón New Year cũng vui, đốt pháo bông rồi. Nó có sân rộng để nó chơi vậy bạn. Để nó đón New Year hay gì đó. Có nhà sống đó. Nó có cây sân khấu nhà sống đây. Đây ở trên này có cái hotel nè. Có mấy cái hàng ngàn nhỏ nhỏ nè. Có mấy cái shop nhỏ. Có mấy cái shop nhỏ nè. Chỗ bán kem, bán kiếp rồi. Đẹp ha. Đi vô vô chỗ ăn đi không? Hay là ăn cắm biển? À, cho biết cô vô mà. À, mang theo chó không cho vô đâu. Chỗ người ta sang chảnh này cho chó vô. Ừ. Ủa, mình đi lên đó mà nó khô thì mình nhớ mình đi xuống. Mình là không có được bởi vì cho em nhỏ đi theo là coi như là bị hạn chế tầm chơi nhiều lắm. Nó coi nó có gì chơi nè. À, nó có Weekend Adventure Pass 49 đồng, 50 đồng, các đi chơi mấy cái drive bạn, mấy cái drive á. Aquarium nữa nè. Nên cho đọc nha, có là aquarium luôn. Đây là cái bản đồ. Các bạn ở gần đây thì bạn biết này rồi. Nhưng mà mấy bạn mà từ tiểu bang khác qua chơi thì nên tới đây nha bạn. Nhìn đơn giản ha, cổ kính ha, nhưng mà đẹp lắm. Đó, cưng không? Quá đã luôn. Bây giờ cả nhà đi mua kem hay đi mua cái gì ăn nè. Chắc khát nước rồi hả? Đây. Lên đây, chỗ này à. Mua kem hay mua Starbucks quyền? Mua Starbucks hay gì? Cả nhà bây giờ đang đi kiếm đồ ăn. Mới lên đây có nửa tiếng là đói bụng hết trơn rồi. Đúng rồi, ở đây có nước rồi bạn, phun lên vui lắm. Cái chỗ này chỗ chơi cho mấy đứa nhỏ nè. Bên bên Úc có cái giống này không? Có xe xe kiểu này không? Có nguyên một cái hồ cáo mà anh còn đi dưới này, cáo trên trời. Đã vậy? Cá mập đây. Cá mập hả? Đúng. Wow, có ở đâu khoai rầm hả? Nó gọi là underwater world. À, đã ha. Mỗi nước có những cái riêng khác nhau ha. Vô bên trong nhà hàng nè. Nhà hàng đơn giản chưa? Nhà hàng gỗ nhưng mà rất đẹp các bạn. Rất xinh các bạn. Có vài người lên đây. Đi ra ngoài. Bây giờ chương trình là tính ăn gì? Ở đây ở đây nè bạn. Thực đơn nè. Thực đơn có hình cái hào nè. Hả? Lấy em ăn hải sản thôi. Mỹ con thì ăn đồ chắc chắn Mỹ con rồi. Ông ăn gì không ăn? Hả? Mỹ ăn gì? Đây đang order. Cô Mỹ trắng này đang lấy order cho nhà mình. Ăn cái gì kho? Kho chỉ ăn cá thôi. Ai muốn ăn gì thì ăn. Đồ Mỹ kho cũng ok, không hảo lắm, nhưng ăn được. Đây, đồ ăn lên đây, đồ ăn lên rai đây. Lên được 2 dĩa rồi. Ồ, cái này ngon nè. Cái này cho ai đây?
không đâu. Không ăn nào. Dạ biết, ăn chung rồi phải không? Chắc chắn cái này là ngon rồi nè. Nhìn cái này là hấp dẫn hơn nè. Cái nào cũng hấp dẫn là salmon nè. Dĩa con na cũng hấp dẫn lắm á. Cái đó ship đó. Bắt đầu là nhà bập thôi. Nhà chắc cũng đói lắm rồi. Bò thì bò đói lắm rồi. Bò chưa ăn một cái gì hết á. Bò ngủ vậy là bò phải đi rồi. Hôm qua bò ngủ vậy là bò đi chơi trễ. Hôm nay dậy sớm. Và hơi đủ gì trái chuối. Và chưa được ăn cái gì hết. Nhìn ra ăn thèm quá nhưng mà vẫn quay cho bạn xem. Tò quá ha. Nó làm ngộ quyền ha. Nó làm hai bên thông như hai cái giò đứng quyền ha. Hai chị đứng vậy. Hả? Nhìn nó power quá ha. Nó hủng giữa mày bạn. Ở giữa có cái lỗ rồi đó. À tàu này nhìn chắc chắn quá ha. Nó rộng dễ, nó bề ngang to dễ sao quyền ha. Bề ngang quá to luôn. Nhìn chắc chắn. Giống như là chân mà chân chắc. Kiền ba chân. Bây giờ đông rồi bạn ơi. Bắt đầu bà con đi rồi đó. Đây coi xe kia nè. Ôi ôi xe kia đẹp không? Xe kia vàng, xe kia gì nữa nè. Đào. Đẹp ha. Bây giờ đi biển mê lắm. Đi biển là có nhiều cái ngắm. Cảnh đẹp. Nhìn sông nước rồi. Họ bắt đầu kéo á. Nó có cái ở ngoài kia nó có cái cờ màu xanh với màu vàng, màu cam. Khi mà qua tới đó bạn thì chạy nhanh nha bạn. Vô đây phải chạy chậm, ra ngoài chạy nhanh lắm. Đi qua góc bên kia kìa, mình chưa qua góc bên kia kìa. Nhà mình đi qua góc bên kia luôn kìa. Đi qua xa thì xa trên góc kìa. Tôi nói kìa, tàu chạy nhanh đã lắm. Nó chơi nhiều cái vui lắm. Nó chơi ngoài kia kìa. Bên Việt Nam mình có loại giống này không ta? Việt Nam không xây kiểu này hết ta? Có xây kiểu giống gì không ta? Xây cái này cũng đã, đi chơi vui, có chỗ chơi. Đây bây giờ nó mở nè bạn. Nó cửa nè. Đó, đã chưa? Cho mấy em nhỏ chơi nha. Thôi vậy nó mới lừa quý vị. Nó mới lừa tiền mà. Sao mà thắng sao nó có lời quý vị. Đây. Mở game hết trơn nè. Bỏ tiền vô là được trúng gấu bông. Đây gấu bông. Chỗ này thì đi chơi thường thường là mình đi ngắm biển, ăn uống, ngắm tàu, enjoy. Rồi buổi chiều thì có cái nhạc. Có mấy con chơi mấy cái trò chơi mà cao tốc, rồi còn chơi trên cao nó cũng vui. No chưa nè, you full. Thế Na có ăn gì đâu ta? Na ít quá hả? À, water only. Ăn chút xíu xong uống nước là no à. Này chỗ đẹp nè, cái góc này đẹp nè. Thẳng luôn Linh. Thẳng luôn. Ra ngoài cho vui lắm nè. Ra đây đẹp hơn, cái view đẹp hơn cái trong kia. Này chỗ này vui nè, cái góc này thích góc này nè, cảnh nước đẹp mọi người. Đã không? Ôi mình mê với chỗ này lắm. Ra nhìn sông nước, đây có được chơi nè. Nó chèo thuyền nó còn không, nó đuối quá phải có thuyền kéo nó vô. Có không? Không biết nó chơi mà, nó chơi cho nó có backup chứ. Này nè, đã không? Vui không bạn? Đó. Bây giờ có người vô chơi le rai rồi, hồi nãy hơi vắng hơn. Vui không biết cô? Biết cô? You like it biết cô? Biết cô vui không?
Cái này cao quá gì? Cái này như cao nhất quá gì? Cao nhất Houston á, em nghĩ cái này nè. Quá cao luôn nè. Có người đang con cá quá gì? Có người đang con cá bạn ơi. Có cá không chú? Trời ơi, cá to à, cá to chú. Trời ơi, chú Việt Nam câu cá to chà bá luôn kìa. Con gì vậy cô? Cá hành đó. Wow. Cái gì vậy? Cá hành. Cô nói cá hành, trời nó to. Câu giờ bụng mang vô bán á chú. Câu ăn câu chơi. Câu mang vô bán hả? Câu ăn chơi. Dạ. Dạ chú cầu mình chơi chơi thôi, bán quý gì. Cái này một người cho 5 con. Thì cô chú cầu con khác. Câu cá khác thì cũng được 5 con thôi hả? Không, tùy con, tùy con gì. Dạ tùy con. Nếu mà câu loại khác thì lại khác. Loại khác thì nó khác nữa. Dạ cô chú có tàu đẹp không? À, thả neo nè các bạn. Thả neo đây ngồi câu mình chơi không? Dạ. 10 con mới bán. 10 con mới bán hả? Ồ. Oh. Anh Việt Nam hả? Anh Việt Nam hả? Em nãy em tưởng đâu anh Mỹ. Sorry anh nha. Nhìn anh giống Mỹ. Đã quá ha. Ở anh Việt Nam đấy kìa. Hào hay. Vui ha. Vậy là anh câu được cái gì anh? Con cá này không. Anh có cái này luôn hả? Wow vui chứ. Trời cá to. Dạ. To quá ha. Ồ, sướng. Cô chú đi vui quá trời kìa. Enjoy bạn thấy không? Này có cần license không chú? Có lại sình chứ, con cá cần lại sình chứ. Đúng rồi, cái này cá. Một con hấp dẫn quá. Nghe thấy chảy nước miếng rồi. Nghe thấy chảy nước miếng rồi đó, đã quá trời. Bỏ đông lạnh bạn ơi. Bỏ vô cái gì nè. Bỏ vô cooler nè. Đó, cô đang bỏ vô cooler nè. Rồi chơi cái vật. Rồi ôi. Ủa nó còn sống luôn. Sống rồi, cái con kia còn sống. À, nó lên bờ lâu chưa cô, bây giờ còn sống không? À, thằng này cũng khỏe quá ha. Dạ. À. Đã gì chưa? Trời ơi, câu cá vui quá. Ồ, mình đậu đi con cá nó cho hả cô? Mình đậu đi con cá nó cho hả? Đậu ở đây nhưng mà đừng có cột đó. À, không được cột lên đây. Thì mình cột đâu? Mình cột ở dưới này này được. À. Thấy nó không cho. À. Hay á, có luật hết ha. Thả neo. Thả neo á. Dạ. À hay quá ha. Rồi cảm ơn cô chú nha. Hiểu thêm được chút xíu về cá. Dạ tôi con Minh Út qua. Con Minh Út qua. Chị con Minh Út qua. Dắt bà chị đi chơi. Dạ. Sao cô chú ra ngoài sai câu có? Hả? Nó cho hả? Không phải là không cho, không có. Không có cá hả? Không. Ủa sao ngộ vậy? Cá nó núp hả? Ừ, mùa này nó ở trong này nè. À. Cá này nó ở trong cô này nè. Cô chú quay cô chú à, câu có kinh nghiệm rồi, cô chú biết. Quen câu lâu rồi, chứ dạ. Ở đây lâu rồi. Cô, à. Cái làng mà bán hải sản trong kia đó. Là cô. Kìa. Bên này nè, nó qua bên đó. Qua đó. À, bán tươi luôn hả? Bán tươi luôn. À, xong qua bên mua ăn. Chú có cái chỗ bán hải sản quan trọng mà. Quen biết. Ồ, ok. À. Mấy lần trước mình xuống đây mua hải sản trong đó. Dạ hả? Em cũng không nhớ chỗ đó. Con đi vòng qua cái cầu đó. Dạ. Dạ. Đó là nguyên hải sản. Dạ. Đây ở ngoài vui quá trời nè. Tàu nè, trời ơi, chạy. Rồi cảm ơn cô chú nhiều nha. Chúc cô chú nhiều may mắn nha. Câu thêm 10 con, 20 con nữa ăn cho đã nha, hấp mấy hạt nha. Lâu lắm mới có con hả? Dạ. Để con lúc kia con quay được cái ảnh đó không? Thích cảnh câu cá. Thích câu mà không biết câu, đi coi câu ké thôi. Dạ. Dạ, cảm ơn cô chú nhiều. Cô chú câu cá nhiều cá lắm nhưng mà bây giờ cô chú Việt Nam câu được cá to lắm, là thấy cá to không? Đây nè, đó con cá kìa. Ồ, cô chú đóng cửa rồi, to. Cho cô mở cho coi nè, cô mở cho lên coi nè cô chú.
cô gọi trong cái cô linh đó. Wow. Trời ơi to không? Cái con này 5 con là con nghĩ ăn cả tháng à cô ơi. Cá này tên gì vậy? Cái hành, cá Việt là tiếng hành, tiếng Việt là cái hành. Dạ, sea fish. Trời cái con này con nghĩ ăn chắc cả tháng quá. To chứ hả? Tôm yeah. Wow. Ô, tôm là mình mua mình câu. Dạ, tôm là mình mua mình câu đúng không chú? Câu tôm chú hả? Ồ, mình thả con tôm xuống để mình câu con cá. Câu tôm. Câu tôm xuống hả con? À, tôm sống đó. Tôm sống cô mua thôi. Ở đâu à? Ở đó. Chỗ cái này nấu bánh xèo mới ngon lắm em. Ôi ơi nói sao nghe đã vậy trời. Nó cái này nấu bánh xèo mới được tại vì cái vỏ nó mỏng á, còn tôm mình mua vỏ cứng quá không bánh xèo khó lắm. Ồ. Ồ, cá gì bự dữ ha. Cá hành. Cá hành. Nhưng mà lạ một cái là cô chú câu ở trong đây. Nó gần gần đây thôi, hiểu không? Nó không ngoài kia. Nhưng mà chú có quyền là dẫn câu không? Chú quyền rồi. Có cá. Đây. Ôi, coi chừng coi. Đây, ra cho bạn coi, cô câu được con cá nè. Đã lắm nè. Rồi, nó đang câu mà, cô lên cá rồi mà. Cái nhỏ hả? Nó đâu có nhỏ đâu. Đâu có nhỏ đâu. Đây có cái vật nè bạn ơi. À, ô hay quá. Hay quá cô chú ơi, chiến lợi phẩm. Đây. Ô con này con khác chấm đuôi. Con này nó gọi là chấm đuôi. Đã quá ha, bự dễ sợ biết mình bạn ơi. Bự quá trời bự ha. Wow. Em câu, em coi cái đó mấy feet nha. 20 inch. Mình cái này 20 inch mình mới được lấy. Nhỏ không được lấy quen. Nhỏ lấy nó bắt á. Trời ơi nó to. Chấm đuôi nè. Chấm đuôi là tên gì? Chấm đuôi cái tên là chấm đuôi đó. Ồ, cá chấm đuôi. Cái tên người ta là tên chấm đuôi. Oh, red fish. Ủa, cái này mình tôm có tôm, con tôm sảy vậy. Mình đem về mình ăn hay mình bán? Ăn chứ bán gì? Ăn sao được? Bán thì bán thì ăn bán thôi nhưng mà thường thường là ăn. Hả? Ăn dính nè. À qua đây. Qua đây coi anh dính nè. Rồi hấp dẫn quá. Đây, anh cho mình giúp giật. Chúng mình lấy giật giật nè. Hấp dẫn nha. Trời ơi đã chưa? Con gì đây? Hồi hộp quá. Wow, chưa biết. Oh. Wow, giống cá mình. Con này là cái con nãy đó không? Cá hành. Cá hành. Wow. Cá hành to. Wow, đã chưa? Vậy là cá đây nhiều lắm đó nha. Câu cá vui thiệt á. Bây giờ nhiều người thích câu cá bạn ơi. Mấy pho đi với Vinh bạn pho là thích câu cá lắm, mê cá lắm. Giờ tới cái khu vực của thằng chơi cảm giác mạnh nè, mà đặc biệt là bằng gỗ không. Đi xa hỏi bơi không cần. Ôi bạn em ra giữa biển luôn, nó có mặc áo phao đâu. Vinh đó nó chạy tới đâu mà áo phao đâu, kêu nó mặc, nó đời nó mặc đâu. Đây nè bạn ơi, họ nhìn là gỗ không nè, ghê thiệt, đặc biệt là gỗ only luôn nha bạn. Chơi tốc độ nhanh mà xài gỗ không mà không biết tại sao chạy được hay thiệt, phải là kỹ sư quá giỏi, kinh khủng thiệt. Này mà đang gỗ không nè, gỗ này chắc last long lắm nè. Đây có gì đây? Ở đây có mấy người chơi gấp thú. Khó quá hả? Cái ring này ring nhỏ bằng cái lỗ cái gì? Như nè. Chơi chút được cá heo.
cái lỗ bằng cái lỗ và cái riêng bằng cái lỗ của cha tới sáng luôn. Bây giờ đi ra đúng một vòng rồi, đẹp quá, đẹp quá, cây cỏ xanh đồ hấp dẫn. Anh nhỏ nổi tiếng rồi, Spiderman kìa, không chịu xuống xe hả? Ông đi được mà ông ơi. Đây cổng chính nè, bây giờ là nhà mình đi về, đi chơi về vui rồi, đi chơi vòng vui rồi. Ở đây mát mẻ ha, bởi vì ra biển sống nó khỏe. Bên kia tàu nhiều lắm mà, bên kia tàu nhiều lắm nè, mà anh chị mình đi không quay được, không leo lên lầu quay đẹp lắm. Rồi đi ra xe, chuẩn bị đi về, xong một buổi chiều đi chơi lang thang vài ba tiếng là vui rồi. Bây giờ gia đình đi kiếm xe, lên xe nè. Wow, bây giờ bà kinh đông rồi mình thấy không? Hồi nãy dán vô kinh đông rồi nè. Sao cái like đây vậy? Sao cái like đây vậy? Đây, ô, lên xe, tới xe rồi. Tới xe rồi. Tưởng nó cái like cái gì chứ. Đây. Cả nhà bắt đầu lên xe. Dạ, bố chưa lên, nó không lên đâu. À nó phải lên đi làm sao em với Quyền ảnh nổi. Ờ phải nó phải chờ bố lên hả? Bố ảnh lên à, nó tin tưởng bố nha. Sợ sợ bố lừa, sợ bố lừa bố cho hả lại đây đi. Ghê quá. Ok. Lên xe thôi, let's go. Đây, tài xế chính, Bác Tài. Việt Nam gọi là Bác Tài. Rồi video dài rồi bạn ơi, xin hẹn lại các bạn video sau nha. Cảm ơn bạn xem video nha, bye bye.